Nghe tiếng động lạ dưới bếp, người đàn ông lần theo hướng âm thanh thì phát hiện sinh vật khó tin. Mới đây, một người dùng Facebook tại Anh đã đăng tải những hình ảnh khó tin kèm câu chuyện mà mình gặp phải đã khiến cho cộng đồng mạng được phen xôn xao. Theo đó, khi anh đang ngồi nhà xem TV vào buổi tối thì đột nhiên nghe thấy có tiếng động lạ như tiếng móng tay đang cào phát ra từ hướng nhà bếp. Hơi sợ hãi, người đàn ông đã lần mò xuống bếp mở đèn lên kiểm tra thì thấy trên trần nhà xuất hiện một cái lỗ với một thứ gì đó giống như lông đang lộ ra ngoài. Đang chăm chú quan sát thì bất thình lình, một bàn tay lông lá với móng vuốt sắc nhọn xuyên thủng qua cái lỗ, làm anh này giật mình. Nghi ngờ có thể ngôi nhà của mình đã bị con vật nào đó xâm nhập, nên người này đã gọi hàng xóm sang để phối hợp bắt nó lại. Sau gần 20 phút lùng sục, thứ mà anh ta bắt được lại chính là một con chuột cống khổng lồ mà ước chừng phải to ngang ngửa con chó trưởng thành. Ngay khi vừa đăng tải, bài đăng này đã nhận được hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều người không giấu nổi sự kinh hãi trước kích thước không tưởng của con chuột cống này. Vì thông thường một con chuột cống có kích thước từ đầu đến thân chỉ từ 16 đến 22cm. Nhưng con vật này ước chừng có thể dài tới 50cm. Được biết sau đó, người đàn ông đã đưa con chuột đến một địa điểm gần chân núi và thả nó ở đó. Và chủ video chia sẻ rằng, ông cũng không mong muốn gặp lại con chuột này một lần nào nữa. Còn các bạn khán giả của Tình Bà Phúc Bí Ẩn nghĩ sao về con chuột khổng lồ này? Hãy cùng để lại bình luận bên dưới cho chúng tôi biết nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tình Bà Phúc Bí Ẩn là một kênh thuộc hệ thống của Tình Bà Phúc chuyên về các chủ đề bí ẩn tâm linh. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi thêm các clip ly kỳ hấp dẫn mỗi ngày.